Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn thêm một website kiếm tiền online mới. Đây là một website kiếm tiền online mới thành lập vào tháng 7 năm 2020. Thì đây là một website phát triển trên thị trường của Việt Nam, còn công ty mẹ của nó thì đã có từ lâu và đang đặt trụ sở ở Singapore. Ok, trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để luôn theo dõi những video mới nhất mình mới ra chia sẻ cho các bạn, giới thiệu cho các bạn những ứng dụng, những website kiếm tiền online ở nước ngoài. Ok, và website mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là website Ola City. Thì như các bạn đã thấy thì các bạn đã xem nhiều trên các diễn đàn hoặc là trên mạng xã hội Facebook, những cái nhóm hội có rất nhiều thông tin về Ola City thì mới thành lập nên chương trình quảng cáo của nó cũng đang rất rầm rộ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản cũng như là các cái phương pháp kiếm tiền ở với Ola City này. Thì đầu tiên các bạn vào cái mục đăng ký, thì lên đăng ký mình đã để dưới phần mô tả, các bạn chỉ việc vào đó và tiến hành đăng ký tài khoản. Thì sau khi click vào link thì các bạn sẽ tới cái mục mà đăng ký miễn phí, thì các bạn có thể thấy cái mục đăng ký miễn phí ở đây. Thì các bạn click vào mục đăng ký miễn phí thì nó sẽ mở ra giao diện cho các bạn điền những cái thông tin mà các bạn đăng ký, thì sau đó các bạn tiến hành là điền họ tên rồi địa chỉ email mật khẩu và tiến hành đăng ký, thế là xong. Như vậy là các bạn đã đăng ký xong tài khoản của mình và tiến hành đăng nhập và bắt đầu kiếm tiền với Ola City. Thì đây là giao diện làm việc của Ola City, khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ ra giao diện để các bạn kiếm tiền như thế này. Thì đây các bạn sẽ thấy được là tất cả các mục ở trên này. Thì đây các bạn có thể thấy là mục kiếm tiền, mục tiết kiệm tiền thì đang trong thời gian là setup. Đây có đổi nhóm, thống kê số dư, tất tần tật. Thì để các bạn kiếm tiền được trên này thì mình sẽ hướng dẫn giới thiệu cho các bạn có 3 hình thức kiếm tiền. Các bạn có thể thấy đó, thứ nhất là xem quảng cáo, thứ hai nữa là chiến dịch của VNDC và thứ ba là làm nhiệm vụ. Thì các bạn có thể thấy khi các bạn click vào mục xem quảng cáo thì đây là mục kiếm tiền hiệu quả nhất của website này hiện nay. Phải nói là đơn giản và hiệu quả nhất. Thì các bạn có thể thấy khi các bạn click vào mục xem quảng cáo thì đây là số tiền mà các bạn sẽ nhận được, giá tiền của nó là 101 đồng và thời gian xem là 50 giây. Thì mặc dù các bạn có thể thấy là cái số tiền của nó trả khá cao nhưng mà bù lại thì thời gian các bạn xem lại khá lâu, nó không giống như những cái website mà click quảng cáo khác. Nhưng mà được một cái là cái số lượng quảng cáo ở trên này là rất nhiều, trên một ngày thì các bạn click không thể hết, do đó là các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền với hình thức click quảng cáo này. Ở những trang click quảng cáo khác thì các bạn chỉ giới hạn được 10 hoặc là 20 số lượng quảng cáo cho các bạn click, còn với Ola City thì các bạn có thể click là số lượng quảng cáo là rất lớn, các bạn có thể click một ngày cũng không hết. Do đó là các bạn có thể thấy một giá của một click quảng cáo là 101 đồng thì các bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ hình thức kiếm tiền với click quảng cáo này. Thì để xem, để hình thành click quảng cáo thì các bạn click vào đây, các bạn ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy được là giá tiền và thời gian, nếu các bạn không thích thì các bạn sẽ click vào bỏ qua để nó lót cái quảng cáo khác cho các bạn click, thì nó sẽ có giá khác. Ví dụ các bạn không muốn xem click quảng cáo này, các bạn thấy giá thấp quá, các bạn click bỏ qua, còn nếu các bạn muốn xem thì các bạn sẽ click vào xem. Thì khi các bạn click vào xem thì nó sẽ mở ra một tab mới và thời gian ở trên này nó cũng sẽ bắt đầu đếm ngược từ 50 giây về trở về không. Thì khi mà các bạn nó khi các bạn khi nó đếm xong thì bắt đầu nó sẽ hiện một thông báo là các bạn đã nhận được tiền và các bạn có thể tiến hành tắt cái tab của clip quảng cáo. Thì đây là thời gian, thì các bạn có thể thấy là thời gian của nó lót là khá lâu, 60 giây. Thì do đó là các bạn khi các bạn kiếm tiền với hình thức clip quảng cáo với Ola City này thì các bạn phải kèm theo một hoặc vài trang clip quảng cáo khác để các bạn làm xen kẽ. Ví dụ trong khoảng thời gian chờ đợi này thì mình sẽ làm nhiệm vụ với OneFast, thì các bạn có thể làm kết hợp. Ví dụ các bạn có thể làm bất kỳ nhiệm vụ nào vào đây, sau khi các bạn làm xong 1 phút thì các bạn sẽ quay lại. Khi các bạn làm xong nhiệm vụ ở đây thì các bạn quay lại với Ola City thì các bạn thấy nó đã lót xong. Như vậy là các bạn trong cùng thời gian
một phút thì các bạn vừa có thể kiếm tiền được với website này, vừa có thể để khỏi mất thời gian của các bạn khi các bạn thao tác trên máy tính. Đây nó sẽ load cái quảng clip quảng cáo thứ hai, đó là 60 giây và giá tiền của nó là 111 đồng. Thì có thể nói là giá tiền mà nó chi ra để quảng cáo rất là cao, nhưng mà được một cái mất là mình sẽ mất thời gian nhiều. Do đó các bạn phải tận dụng cái thời gian chết này để các bạn làm những cái nhiệm vụ của những trang web khác. Hình thức thứ hai kiếm tiền với Olacity nữa, đó là chiến dịch với VNDC. Thì hiện tại là Olacity đang phối hợp với VNDC để thành lập một website kiếm tiền online ở Việt Nam. Thì bởi vì vậy là hình thức trả tiền với Olacity, trên Olacity này thì chủ yếu là trả về ví VNDC. Thì các bạn lưu ý khi các bạn muốn kiếm tiền với Olacity và rút tiền về thì các bạn phải tạo cho mình cái ví VNDC. Thì khi như các bạn đã biết, nếu ai đã từng chơi dự án của VNDC thì các bạn sẽ thấy là trong VNDC thì có mục giới thiệu thành viên, và khi giới thiệu được một người thì các bạn sẽ nhận được 10k trong tài khoản. Vì vậy là khi các bạn chạy chiến dịch của VNDC và thông qua Olacity thì các bạn sẽ nhận được thêm là 3,5k cho mỗi thành viên. Như vậy là khi các bạn kết hợp giữa VNDC và Olacity, các bạn chạy cùng một dự án thì các bạn sẽ nhận được là 13,5k. Để thực hiện điều này thì các bạn phải đăng ký cái chiến dịch của VNDC trên Olacity. Thì đây là dành cho những bạn đang chạy chiến dịch với VNDC để các bạn có thể chạy kết hợp trên Olacity để kiếm thêm. Mình sẽ không khai thác sâu về cái vấn đề này. Thứ ba nữa là cái mục làm nhiệm vụ. Thì làm nhiệm vụ ở đây trên này là làm nhiệm vụ thiên về tiếp thị liên kết. Thì các bạn có thể thấy những cái nhiệm vụ của nó đang là khá ít vì nó mới khởi chạy vào tháng 7, do đó là những cái nhiệm vụ mà những được đăng lên ở đây là khá ít. Hy vọng trong tương lai thì nó sẽ có nhiều nhiệm vụ hơn nữa, nhiều mini job để cho chúng ta có thể kiếm tiền được trên này. Thì hiện tại ở đây thì chỉ có là Emiban, thì hiện tại đang có chiến dịch Emiban là rất phổ biến trên các trang tiếp thị liên kết ở Việt Nam, thì trên Olacity cũng không ngoại lệ, nó có nhận được chiến dịch này. Thì ở hai chiến dịch này thì các bạn có thể cài đặt trên điện thoại Android và iOS. Thì khi các bạn đăng ký tài khoản, cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản xong thì các bạn có thể nhận được 60k. Với trường hợp này thì các bạn có thể tự đăng ký chiến dịch, tức là các bạn tự thực hiện, tự tạo tài khoản cho các bạn. Thứ hai nữa là các bạn giới thiệu bạn bè để các bạn nhận được tiền. Thì đây, cái hình thức kiếm tiền này thì tương đối đơn giản. Nếu các bạn tự thực hiện thì các bạn có thể click vào tự thực hiện. Còn các bạn chia sẻ cho bạn bè để chạy dự án thì các bạn có thể click và chia sẻ bạn bè. Ở đây thì những ai đã từng làm về tiếp thị liên kết thì các bạn sẽ am hiểu được cái vấn đề này. Trong nội dung ngày hôm nay thì mình chỉ ưu tiên cho các bạn là làm clip quảng cáo. Nếu các bạn dành thời gian cho việc clip quảng cáo và tận dụng cái thời gian chết trong vòng 1 phút để các bạn đợi load quảng cáo trên Olacity, các bạn làm một chơi kiếm tiền trên một ứng dụng, một website khác nữa, thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền với hai cái trang web mà các bạn đang thực hiện. Như mình đã giới thiệu thì về hình thức rút tiền, thì rút tiền ở đây thì các bạn sẽ click vào mục số dư để rút tiền. Thì rút tiền ở đây thì khi các bạn đạt được số tiền là 100 ngàn thì các bạn có thể rút được tiền về. Và rút tiền là mình như mình đã nói thì rút tiền ở đây chỉ được rút về ví VNDC. Do đó các bạn phải tạo tài khoản VNDC để rút tiền về. Còn thêm một mục khác để các bạn có thể kiếm tiền nữa, đó là chia sẻ link giới thiệu để cho bạn bè. Thì link giới thiệu nó sẽ nằm khi các bạn đăng ký đăng nhập vào thì các bạn sẽ thấy luôn cái link giới thiệu ở mục trên đầu của top người hỗ trợ này, thì các bạn sẽ thấy được cái link giới thiệu của các bạn, và các bạn sẽ chia sẻ cái link đó cho bạn bè để nhận phần trăm hoa hồng. Thì ở đây mình khuyên các bạn nên chơi theo nhóm hội, vì vậy để kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy các bạn có thể thấy đây là nhóm hội đồ nhóm này. Thì nếu các bạn đăng ký theo link của mình thì khi các bạn mình sẽ nhận được phần trăm hoa hồng là 3%
thì mình sẽ rebate lại cho các bạn là 2%. Ví dụ các bạn rút, khi các bạn rút tiền 100k thì mình sẽ nhận được 3k tiền hoa hồng, thì mình sẽ chi lại cho các bạn 2k thông qua ví VNDC. Và khi các bạn chỉ cần các bạn rút tiền, các bạn chụp bằng chứng và các bạn gửi qua Facebook cho mình thì mình sẽ rebate cái số tiền của các bạn là 2k lại cho các bạn. Ví dụ các bạn kiếm được 1 triệu thì mình sẽ rebate lại cho các bạn là 20k, tương tự như vậy. Đây là hình thức kiếm tiền với đội nhóm để kiếm được tiền nhiều hơn trên Ola City này. Ok, với những gì mà mình chia sẻ thì chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền. Hãy tham gia cái đội nhóm của mình để cùng nhau kiếm tiền, và mình sẽ rebate cái số tiền của các bạn nhận được. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn.